xong tình diễn tế nha. Quá phiền. Tàu đó, tàu nó đang chạy ngay trước mặt như có bè. Và bây giờ nó cũng đang đổ mưa phùn nữa. Tháng này tháng do bớt rồi, nó sắp lặn rồi. Đó, chiếc tàu đang chạy tấp nập cùng ghe, ghe lớn, ghe nhỏ, ghe đủ thứ để người ta mua bán lúa rồi kia các bạn. Đây là giữa cái dòng sông giáp ranh giữa miền và Việt Nam giáp ranh với nhau. Giờ này khoảng 3 giờ đứng giữa nghe các bạn. Đó là những cái nắng đậm nhô nhô ở trên sông các bạn ơi. Hai cháu tôi đi quay đằng này thì cũng cho đi du các bạn. Kia dọc sông dịch tế, đây là ngã ba sông dịch tế đó nha các bạn. Thuyền máy móc đẹp lắm, vui vẻ lắm vậy. Việt Nam của chúng ta rất là đẹp các bạn ơi. Việt Nam và Campuchia có những gì huyền bí kỳ lạ rất là vui, hưởng phái lạc lắm. Chiều có đứng hướng gió hướng mát, nhìn tàu thuyền ghe tấp nập vui lắm các bạn. Bữa nay tôi với cháu tôi quay cũng phải chiều rồi. Lâu quá rồi mới lại quay lại đó nha các bạn. Cái này tàu bự không à. Trên đường là đường lộ chợ Tịnh Biên. Đang chạy xe Tịnh Biên. Còn dưới sông là sông Tịnh Tế nha các bạn. Nam và nước bạn giáp ranh đấy nha. Thưa các bạn, tôi đứng đây là cảnh tôi và ngã ba sông quốc tế du quảng của Campuchia. Đây là bãi thuyền khác có học viên đó đang bơi ở những thuyền rất là buồn bã, cũng như là đặt mấy câu thơ thuyền ai thấp thoáng trên sông Rắn, đêm kia lạnh cõi lòng. Hai câu thơ đó nha các bạn. Ai mà đi xa thì nhớ quê, nhớ xin về quê hương của mình, của Việt Nam mình yêu mến và đẹp đẽ lắm nha các bạn. Có khung cảnh gió mát, chim kêu nè, tàu chạy nè, thuyền ghe tấp nập nè, người nói chuyện lao sao vui lắm các bạn ơi. Đi đâu cũng nhớ quê nhà, nhớ người bạn nhỏ, nhớ chiếc thuyền An Giang, đó là chiếc thuyền An Giang đang đậu. Thuyền tấp nập. Vì thời gian nó cũng đã hết rồi, thời gian nó còn ngắn ngủi, nơi nông cháo tôi quay được bao nhiêu thôi. Sao hai ông cháu tôi sẽ quay thêm, cháu tôi còn phải đi học nữa. Hôm nay nghỉ có mấy ngày lễ hội của Noel thôi, mới đi rồi.